Cái gì này? Thẻ gì đấy? Cái mon này mày có giữ lại không? Mấy cái này vớ vẩn, tao không tin mấy cái Pokemon, Pokemon này đâu. Mấy thằng kia! Hả? Chúng mày có biết mất bao nhiêu công mới làm được cái thẻ như thế này không? Tại sao lại vứt đi như thế? Hả? Úi giời ơi, quý giá cái gì? Mấy cái thẻ này như chả có. Cái này bị nhiễm Pokemon rồi. Đấy, thích cho cái thẻ luôn. Lớn đầu siêu tộc cái này. Pikachu sao? Ông là ai? Tại sao ông lại cười như vậy? Xin giới thiệu, ta là tiến sĩ Okido. Còn đây là đứa cháu của ta, Asai. Ta đã chứng kiến sự việc vừa rồi. Cậu quá thật là một người có tình yêu to lớn đối với Pokemon. Cậu nhóc, tên cậu là gì? Tôi á? Tôi là Bình Lê. Bình Lê, hôm nay ta sẽ tiết lộ cho cậu một bí mật. Đó là sự tồn tại của các Pokemon trong thế giới của chúng ta. Nani? Cái gì? Pokemon á? Pokemon làm gì có thật? Ví dụ như chiếc thẻ Tuni cậu đang cầm trên tay. Hãy đưa nó cho ta. Ui! Là Pokemon thật à? Tại sao lại như thế? Đúng vậy, Pokemon vẫn luôn luôn tồn tại trong xã hội của chúng ta. Ngày nay, chúng vẫn rải rác khắp nơi trên thế giới, chờ ta tìm kiếm và nghiên cứu. Đây là lần đầu tiên cháu nghe việc này đấy. Không ngờ Pokemon lại có thật. Hiện tại ta đang nghiên cứu về các loài Pokemon và rất cần thông tin về chúng. Vì vậy ta muốn giao cho nhóc một sứ mệnh quan trọng. Sứ mệnh á? Sứ mệnh gì vậy bác? Đó là lên đường phiêu lưu và tìm kiếm tất cả các loại Pokemon giúp ta. Có được không cậu nhóc? Nghĩa là bác sẽ bắt một thằng nhóc vừa mới gặp bỏ nhà đi bụi để đi bắt Pokemon về cho bác. Chơi! Cháu đồng ý! Tè luôn, nhiều khi mình tè hiểu được. Đây, là một Pokemon đấy, giúp cháu có thể tìm kiếm và lưu thông tin đến tất cả các loại Pokemon trên thế giới. Uầy! Đỉnh thế! Wow! Cháu cảm ơn bác! Cháu rất là rất tốt! À sai, cháu ta đã sở hữu một chiếc được đi tìm Pokemon, ta sẽ giao cho hai cháu. Cố gắng lên! Bình Lê, cậu không phải đối thủ của tôi đâu. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước cậu. Được lắm! Vậy thì đây sẽ là cuộc thi đấu giữa hai chúng ta. Ta có món quà dành cho hai cháu. Đây chính là ba chú Pokemon khởi điểm. Wow. Đợi nữa, hãy chọn cho mình một Pokemon và bắt đầu cùng hành trình của mình đi. Mình, ông chọn trước đi. Ông chọn trước đi, xong rồi bắt tôi chọn trước. Thôi, tôi nhờ ông đấy, ông chọn trước đi. Thôi được rồi, tôi sẽ chọn con Charmander. Thế thì tôi sẽ chọn con Squirtle. Thế thì tôi lại đổi ý rồi. Tôi chọn con Bulbasaur đấy. Thế thì tôi cũng nghĩ lại rồi. Tôi là mệnh quả, cho nên là tôi sẽ chọn con Charmander. Này, có phải là ông đang cố tình chọn cái con mà khắc hệ với con của tôi đúng không? Ai? Cái gì? Nani? Ông nói thế nào chứ tôi chọn là hơi bị ngẫu nhiên rồi đấy. Thế thì tôi lại chọn con Squirtle đấy. Mày bị điên à? Thế thì tôi sẽ lại chọn con Bulbasaur. Tôi lại chọn con Charmander đấy, làm sao? Không, là nhạc quá. Có mấy con Pokemon nữa tranh nhau. Bình, cháu là chủ kênh, cháu chọn trước đi. Thôi được rồi, cháu sẽ chọn Charmander. Cháu chọn con Squirtle. Khá sai. Sau khi tìm hết được Pokemon, tôi sẽ thách đấu với ông.
và giành lấy danh hiệu Pokemon Master. Muốn đánh bại tôi sao? Đợi kiếp sau nhá. Thôi, tôi đi đây. Thôi, cháu cũng đi luôn đây, kẻo muộn. Khoan đã, trước khi đi, tao muốn tặng cháu cái này. Viên đá này dùng để làm gì vậy bác? Khi nào cần, nó sẽ phát huy tác dụng. Thôi, lên đường đi kẻo muộn. Chúc cháu may mắn. Vậy cháu đi đây, cháu sẽ không làm bác thất vọng. Và thế là cuộc hành trình đi tìm Pokemon của Bình Lê chính thức được mở ra. Tiến sĩ Okido đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cho cậu bé này. Tuy nhiên, điều đầu tiên mà cậu ta làm đó là... 5 minutes later. Thẻ Pokemon tập trung rất nhiều ở trong những cái gói Tuni này. Chỉ cần mình ăn hết chỗ Tuni này thì có khi nào lại hoàn thành được Pokédex. Ăn thôi. Wow, có thẻ thật luôn, tuyệt vời. Đây rồi. Ăn đã. Wow, đĩa đỏ cây nồng này. Gà BBQ này. Đây là vị tảo biển ạ. Vị phô mai đây. Đây rồi. Ôi, có cả vị sô-cô-la đây. Rất là đậm vị sô-cô-la. Ôi. One eternity later. Ủa, nó quá. Mà ăn mãi cũng chỉ lặp lại một vài cái thẻ như thế này. Thế này thì làm sao mà hoàn thành được Pokédex bây giờ? Không lẽ nào đúng như bác tiến sĩ nói, rất nhiều Pokemon vẫn đang ở ngoài kia và đợi mình bắt được và cho vào thẻ. Xem ra đã đến lúc phải đi thám hiểm rồi. Không thể ăn BB mãi như thế này được. Đi. Pokédex thì ở đây có một con Pokemon, nhưng mà sao tìm mãi chả thấy con nào nhở? Lạ thật đấy, hay là cái máy này hỏng? Ui! Đây chính là một con Lucario. Vậy là Pokemon đúng là đang sinh sống trong thế giới của chúng ta thật rồi. Hãy xem đây, Charmander, đứng lên. Charmander, hãy sử dụng Ember. Giờ thì hãy xem Pokemon của ta đây. Hình như là được rồi. Yeah! Oh! My leg! Somebody, my leg! What?
nhỉ. Đây rồi. Cuối cùng thì con chim này cũng lộ diện. Con chim nào? Nó kia kìa. Lần này mày có chạy đằng chơi. Pokemon ở dưới nước á. Hai. Ôi, đây rồi. Mày đây rồi. Tới đây. What? Một Pokemon huyền thoại sao? Được lắm. Tới đây. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Ngày mà hai nhà huấn luyện Pokemon mạnh nhất thế giới tranh tài cao thấp. Mà khoan đã, tại sao trải qua thời gian lâu như thế mà mày vẫn mặc bộ này vậy? Đừng nói với tao là mày không tắm đấy nhá. Bruh. Ừ, nhưng mà không quan trọng. Quan trọng là ngày hôm nay tao sẽ đánh bại chú mày. À sai ạ. Người chiến thắng trong trận đấu này sẽ giành được thẻ World Pokemon huyền thoại của đối phương và trở thành người đầu tiên hoàn thành của mình đấy. Điên lên! Blast rồi! Điên lên! Charizard! Đây là Pokemon mạnh nhất của chúng mày đấy sao? Chả lẽ sưu tập gần hết cái Pokédex rồi mà chúng mày vẫn không hiểu được là nước khắc hệ với lửa hay sao? Chưa biết được đâu. Chơi sao? Tấn công chiếc chiếu lại đấy. Flamethrower.
sao mà lấy lửa ra để đối phó với một con Pokemon hệ nước vậy? Blastoise, sử dụng Hydro Cannon đi nào! Cái gì? Không ngờ trận chiến cuối cùng lại dễ dàng như vậy. Charizard của ngươi đã gần cạn kiệt sức lực, làm sao mà có thể chiến đấu được nữa. Ta cuối cùng cũng đã hoàn thành được Pokédex và trở thành Pokémon Master rồi. Không lẽ nào hành trình của mình chỉ kết thúc ở đây thôi sao? Đây chính là viên đá đấy. Khi nào cần thì nó sẽ phát huy tác dụng. Charizard, tớ tin là cậu sẽ làm được. Hãy tỉnh dậy đi. Chuyện gì xảy ra này? Không lẽ nào viên đá này chính là viên đá Mega trong truyền thuyết, giúp cho Pokémon có thể tiến hóa lên trạng thái Mega? Charizard đã tiến hóa lên Mega Charizard X. Không thể có chuyện đấy được. Ông lượng của ta làm sao có thể giao cho ngươi viên đá này được? Có vậy mà cũng không biết sao? Bởi vì ta có Haki nhân vật chính. Què gì vậy? Charizard sử dụng Fire Blast. Trận đấu kết thúc rồi. Cuối cùng mình cũng đã trở thành Pokemon Master. Như đã hứa, đây là tấm thẻ gold chúc người chiến thắng. Chúc mừng con đã hoàn thành Pokédex. À, cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà tôi mới biết được là mình có Haki nhập chính. Mày bị điên à? À không, tôi biết được là giới hạn của bản thân đến đâu. Thế giới Pokemon còn rất là rộng. Tôi biết rằng sẽ có một ngày ta gặp lại nhau. Vậy, hẹn gặp lại cậu một ngày không xa. Các bạn ơi, hãy cùng Pink Lê sưu tầm đủ 43 thẻ thường và 7 thẻ gold Pokemon để giành được combo quà tặng Pokemon ấn tượng gồm một ba lô Pokeball và một Pokebox đựng thẻ nhá. Hãy gửi 50 thẻ của bạn đến địa chỉ dưới đây và ghé thăm fanpage Toonies Việt Nam để có thể biết thêm chi tiết nhá. Bye bye. Ôi bạn ơi, subscribe để ủng hộ tôi sớm đạt nút vàng nhá.